Xin mến chào tất cả các quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 70 năm của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, trước mắt cả Sa Thành sớm đã biến thành một vùng biển máu mênh mông, nhưng mà cái khe hở trong khoảng không đó đã bị co rút lại không ít. Xem ra sự dung chuyển của huyết giới cũng trực tiếp ảnh hưởng đến nơi này. Kinh Thiên Tam Côn, ba đạo côn ảnh thật lớn trùng điệp cùng hợp lại, tức thì vọt lên một đạo kim quang. Côn khí xuyên thẳng lên, tựa như tại trong hư không màu đỏ sậm này sẽ toát ra một đạo tia chớp rực sáng, chiếu sáng ngời toàn cả thiên địa. Huyết thần tử bốn bề tức thì bị chấn bay xa hơn trăm trượng, huyết khí ô uế hoàn toàn không có cách nào tiếp cận thân mình. Tôn Ngộ Không càng đánh càng mãnh liệt, chiến ý kỳ diệu kia khiến cho tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi. Tựa hồ hầu tử này chính là vì chiến đấu mà sinh ra, một loại chiến thần sống để mà chiến đấu cho đến chết vậy. Côn ý càn quét, Tôn Ngộ Không nắm trong tay côn khí kim sắc ức chừng trăm trượng mãnh liệt đâm vào trong biển máu. Biển máu bị quấy động một trận quay cuồng, hơn vạn tấn huyết thủy ô uế bị cuốn lên giữa không trung, hình thành từng đạo màn nước đục ngầu. Trong đó tia chớp màu vàng bốn phía xé loạn, cũng chính là nơi quang hoa của côn khí chớp động. Trung quanh Hồng Quân giới, Đế Tuyết Phong điều khiển Thiên Đạo chi nhận đại sát bốn bề. Thiên Đạo chi nhận phóng thích ra quang hoang rực rỡ, nhưng sắc mặt hắn đã tái nhợt phần nào. Dù sao từ chân tay Đế Thích Thiên tiếp nhận Thiên Đạo chi nhận chỉ mới được trăm năm, không có đủ thời gian để cho hắn hoàn toàn lĩnh ngộ huyền cơ ảo diệu trong đó. Hơn nữa, không như Đế Thích Thiên có sự phối hợp của Thiên Đế bí quyết, sử dụng lên được cũng phải phí nhiều hơi sức. Trong Hồng Quân giới, tất cả mọi người đều u sầu lo lắng, mắt trông thấy huyết thần tử bốn phía chỉ có tăng không giảm, sắc mặt Huyền Lão càng thêm khó coi đến cực điểm. Ông trầm tư suy nghĩ đến lời tiên đoán của Thủy Quân, ánh mắt chiếu vào người Huống Thiên Minh cách đó không xa, chỉ thấy Huống Thiên Minh như trước, hai mắt vẫn nhắm nghiền, thế nhưng thần sắc lại hiện ra dao động cực kỳ mãnh liệt, tựa hồ đang dồn sức cảm nhận cái gì đó. Mồ hôi lạnh giàn giụa sớm đã đấm ướt áo quần hắn. Lãnh Diễm Phỉ ở một bên chỉ có thể lo lắng suông, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lóe ra thần sắc lo âu khôn cùng. Mọi người nhất định phải cố gắng chống cự, phụ thân nhất định có thể phá vỡ không gian của huyết ma. Hồng Quân gào lớn lên, dùng hết sức điều khiển Hồng Quân giới chống lại cỗ huyết thủy ô uế của hung thần ấy. Tín nhiệm của hắn đối với phụ thân Tần Vũ không hề dao động. Lúc này từ trong biển máu cũng không ngừng tăng trưởng, hơn 30 đầu huyết thần tử mãnh liệt vọt ra hướng về phía Hồng Quân giới kích tới. Hồng Quân giới là Hôi Mông Linh Bảo, dựa vào hỗn độn khí đương nhiên không sợ ô huyết ăn mòn, đối với công kích của huyết thần tử cũng có thể hoàn toàn ngăn chặn. Thế nhưng không ngờ trong khoảnh khắc lúc ấy, huyết thần tử va chạm vào Hồng Quân giới, hơn 30 đầu huyết thần tử cùng một lúc lổ tung lên, huyết khí cuồn cuộn mãnh liệt quay cuồng. Hồng Quân phun ra một ngụm máu tươi, cả Hồng Quân giới đều bắt đầu chấn động hẳn lên. Cỗ khí tức ô uế đó tựa như đã trong hơi thở của mọi người. Oa, dám không để lão tôn ta vào mắt sao? Kinh Thiên Nhất Côn! Tôn Ngộ Không thấy thế, vung côn khí kim sắc lên, chí ý điên cuồng đó khiến cho hắn không kiêng kỵ bất cứ nơi nào, khinh thường cả thiên thần giới. Ba đạo côn ảnh trùng điệp hợp làm một, côn khí kim sắc thật lớn quét ngang thiên địa, khí thế hào hùng, đem huyết thần thử vây bọc bốn phía chung quanh Hồng Quân giới đánh nát thành bụi phấn. Hồng Quân mặc dù bị thương, thế nhưng chứng kiến Tôn Ngộ Không lúc này vẫn giật mình kinh ngạc. Với tu vi của Tôn Ngộ Không, nhiều nhất chỉ là bảy cánh thượng giai, nhưng kèm theo chiến ý bộc phát, chỉ sợ cho dù cao thủ Á Hoàng giai cũng không dám sánh ngang cùng nó. Cỗ chiến ý hung hãn mãnh liệt này khiến tất cả mọi người nhìn thấy mà kinh sợ tận trong đáy lòng. Chính lúc Hồng Quân đang nghi hoặc khó hiểu, Huyền Lão tự hồ nhìn ra huyền cơ, trong ánh mắt ủ ê hiện lên một tia quang mang tán dương. Không nghĩ tới chiến ý của tiểu hầu tử này lại có thể mãnh liệt như thế, quả thật không hổ là một đại chiến thần, dùng chiến nhập đạo, cảnh giới sau này không thể lường trước được. Hồng Quân đám người chợt hiểu ra, giờ phút này Tôn Ngộ Không mặc dù thoạt nhìn điên cuồng hung hãn, nhưng một khi chiến ý bộc phát ra thì không gì có thể sánh bằng. Bất luận là lục đạo luân hồi của Tần Vũ, Thiên Đạo chi nhận của Huống Thiên Minh, hay là Hồng Quân giới của Hồng Quân, thậm chí hôm nay chiến ý tối cao của Tôn Ngộ Không đều là một loại biểu hiện đối với sự lĩnh ngộ thiên đạo. Nếu như dùng cái này để làm nền móng cho một cảnh giới mới, bọn họ có lẽ
đều sẽ đạt tới một đỉnh cao chưa từng có. Giờ phút này, dựa vào ba người Tôn Ngộ Không, Đế Thuyết Phong cùng Hồng Quân có công có thủ, miễn cưỡng chống đỡ được công kích gần như điên cuồng của huyết thần tử kia. Nhưng nếu như Tần Vũ không giết chết huyết ma, sự công kích này đúng là vĩnh viễn không ngừng. Lúc này, huyết giới của huyết ma ngưng luyện thành có thể nói đã bị tàn phá quá mức. Trong khoảnh khắc, hai dòng xoáy đụng vào nhau, một tiếng nổ lớn vang trời. Cả huyết giới đều bị cỗ lực lượng va chạm này xé ra một đường rãnh không gian, không nhìn thấy giới hạn. Hắc bạch quang hoa có tính chất hoàn toàn bất đồng, từ từ ngưng kết lại một chỗ. Hỗn độn khí từ nó sản sinh ra, giống như cái miệng chậu máu rộng lớn của ác ma, hầu như có thể thôn phệ hết thảy. Dòng xoáy ô huyết do huyết ma đại pháp của huyết ma ngưng kết mà thành, mặc dù so với lục đạo luân hồi có thể lớn hơn gấp trăm lần, nhưng ở trước dòng xoáy hắc bạch thì không chiếm được ưu thế chút nào. Ngược lại, dưới tác dụng lực thôn phệ của hỗn độn khí mà thu nhỏ lại cực nhanh. Tần Vũ đứng ngạo nghễ giữa lục đạo luân hồi, thần sắc lạnh lùng như băng, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng từ trên khí thế của ông lại khiến người khác cảm nhận có một cỗ uy áp cường đại không thể nào hình dung được. Dường như tại trong huyết giới này, trường khống giả cũng không phải là huyết ma mà là Tần Vũ. Thiên địa vạn vật, bất cứ một tấc không gian đều ở trong sự khống chế của ông. Trên khuôn mặt huyết ma phủ đầy hắc khí, từng ngụm ô huyết không ngừng từ trong miệng hắn phun trào ra. Cho dù hắn thúc động ma huyết đại pháp đến cực hạn, cũng không thể chống cự lại lục đạo luân hồi của Tần Vũ. Hắn mãi mãi vẫn không thể tưởng tượng được, với lĩnh ngộ trong phút chốc này, Tần Vũ lại đã đảo khách thành chủ, trở thành trường khống giả của huyết giới. Bộp! Tần Vũ hai tay vỗ một cái, quang mang hắc bạch theo đó thoáng rung động. Sau khi dừng lại một thời gian ngắn, hình thành một luồng khí hình tròn vô cùng mãnh liệt cuốn tới. Nơi nào nó đi qua, mỗi một tấc không gian màu đỏ sậm đều truyền đến một trận âm vang vỡ vụn chói tai. Không gian từng khúc vỡ vụn, không thể tưởng tượng được, một cái khe nhỏ tí rất nhanh mở rộng ra. Huyết ma hiển nhiên đã không cách nào chống đỡ, dòng xoáy huyết sắc to lớn kia lúc này đã bị lục đạo luân hồi thôn phệ gần một nửa. Hai tròng mắt huyết hồng sắc gần như muốn lòi ra ngoài, sợ hãi vạn phần nhìn Tần Vũ, tự hồ không thể tin hết thảy mọi chuyện đã phát sinh trước mắt. Tần Vũ hình như đã mất đi tính nhẫn nại, chợt quát một tiếng: "Hãy xem ta làm sao hủy diệt huyết giới của ngươi!" Phạm vi của lục đạo luân hồi phương viên trăm dặm chỉ trong nháy mắt mở rộng ra ngàn trượng, dưới chuyển động xoay tròn mãnh liệt, hỗn độn khí phát ra một tiếng gầm trầm thấp, giống như một cơn cuồng phong bão tố đem dòng xoáy ô huyết cuốn sạch vào, hoàn toàn rơi vào thế bị động. Mà lục đạo luân hồi lại với khí thế không cách nào ngăn cản, xé rách tan cả không gian của huyết ma. Mỗi một vết xé rách ra một cái khe, huyết ma lại phun ra một ngụm ô huyết. Một canh giờ ngắn ngủi, cả huyết giới đã đầy rẫy cảnh hoang tàn, bốn phía lộ ra từng đạo khe hở sâu thẳm âm u. Vù vù, huyết ma giờ phút này tựa như một con dã thú bị trọng thương, trong miệng phát ra từng cơn thở dốc nặng nề, ánh mắt độc ác nhìn vào Tần Vũ. Từ sau khi sống lại, hắn không có nghĩ đến lại gặp phải một cao thủ cường hãn như thế. Thực lực của Tần Vũ hôm nay thậm chí đã vượt qua cảnh giới hoàng giai. Ngươi đã không có cơ hội chiến thắng nữa rồi. Lời nói của Tần Vũ kiên định và dứt khoát, hôm nay chỉ duy nhất làm cho ông cảm thấy nghi hoặc là lời tiên đoán của Thủy Quân trước khi chết lưu lại. Vậy con đường sinh cơ nào sẽ ở trên người Huống Thiên Minh? Có lẽ Thủy Quân không cách nào đoán trước được, đến ngàn vạn năm sau sẽ xuất hiện một cao thủ như Tần Vũ xuất hiện. Huyết ma sau khi nhận được cảm giác thất bại rõ ràng, nỗi sợ hãi tận đáy lòng kia lại biến mất một cách kỳ diệu, hung tợn nhìn Tần Vũ, cười hô hố nói: "Tiểu bối vô tri, không ai có thể ngăn cản được bổn ma vương." Tần Vũ ánh mắt lạnh lùng: "Ngươi mất đi ma huyết đại pháp, hôm nay huyết giới cũng đã bị phá tan tành, ta cũng muốn thử xem ngươi còn có thủ đoạn gì đây." Thân thể huyết ma đang run rẩy, có thể nhìn ra hắn bị trọng thương, rốt cuộc không cách nào chống đỡ được huyết giới, lập tức phất tay một cái, cả huyết giới từ trên đỉnh đầu Tần Vũ bắt đầu từ từ tan biến đi. Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, với năng lực của ông hiện giờ, muốn xuất nhập huyết giới dễ như trở bàn tay. Nếu có thời gian đầy đủ thì lĩnh ngộ lục đạo luân hồi cũng tăng cao tu vi lên. Một khi đại thành, vậy thì có thể nắm trong tay hết thảy mỗi một tấc không gian trong lục đạo. Phụ thân! Đế Tuyết Phong cùng Hồng Quân đồng thời phát ra một tiếng kêu gào. Thế nhưng lục đạo luân hồi kia mang theo lực lượng thôn phệ cường đại, lại khiến mọi người bất đồng rất là giật mình kinh hãi.
chẳng qua là hưng phấn nhất thời. Phải kể đến Huyền lão đây, ông không có nghĩ đến Tần Vũ lại có thể ở trong huyết giới lĩnh ngộ được chân lý của lục đạo luân hồi, đánh bại huyết ma. Ngược lại, thần sắc của Hồng Quân thì có vẻ tương đối bình tĩnh, bởi vì hắn chưa từng hoài nghi năng lực của phụ thân mình. Trong phút chốc, quanh thân huyết ma xuất hiện hàng trăm đầu huyết thần tử, trước tiên tức thì bao phủ trùm lấy hắn. Ánh mắt hỗn độn của Tần Vũ trong suốt, không có bất cứ chút sắc nào, hờ hững chiếu vào huyết ma. Lão tôn ta đây, sớm đã đoán được ngươi sẽ không bị con quái vật kinh tởm đánh bại. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười to, nhưng côn khí hoàng kim trong tay lại không có dừng trệ chút nào. Kinh thiên liên hoàn côn cuốn sạch tứ phương. Tần Vũ đồng dạng cũng cảm nhận được chiến ý mãnh liệt từ trên người Ngộ Không tản phát ra. Mặc dù cũng không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại toát ra quang mang khen ngợi. Phụ thân có hơi khác lạ. Hồng Quân nhìn thấy Tần Vũ cách đó không xa, không đơn giản là lục đạo luân hồi. Đúng là bản thân Tần Vũ tựa hồ cũng đã xảy ra thay đổi bản chất, phảng phất tại đây chỉ trong chốc lát tập hợp mà tăng lên một cảnh giới vậy. Huyền lão từng trải qua thâm sâu nhất lợi. Huyền lão đã từng trải qua rất nhiều thâm sâu, nhất thời lộ ra nụ cười hiếm hoi. Ánh mắt tập trung lên lục đạo luân hồi, nơi sinh tử luân lưu đó, trầm giọng nói. Hoa nhi này, quả nhiên lợi hại. Hắn nắm giữ lấy một loại lực lượng thần bí vô cùng cường đại. Xem ra thời đại của Thủy Quân và Thiên Mông cũng nên đi vào quá khứ rồi. Nói đến đây, trong lòng không khỏi nảy sinh một chút buồn bã. Lãnh Diễm Phỉ chứng kiến Tần Vũ với khí thế vô cùng mãnh liệt phá tan huyết giới, trong lòng rất vui mừng. Thế nhưng Huống Thiên Minh vẫn đình trệ chưa tỉnh, không khỏi xúc động lo lắng bội phần. Tần Vũ mặc dù đã phá tan huyết giới, nhưng mắt nhìn huyết ma cũng không dám thả lỏng chút nào. Hỗn độn khí từ lục đạo luân hồi tản phát ra so với lúc ở trong huyết giới càng thêm dồi dào, hùng mạnh hơn lên. Giờ phút này, huyết ma đã được mấy trăm huyết thần tử vây quanh vào giữa, từng đạo huyết quang màu đỏ sậm phóng vọt lên cao. Xem ra huyết ma bị thương không nhẹ, cố gắng định dùng ô huyết để khôi phục lực lượng bị tổn thất của hắn. Tần Vũ thần sắc rất bình tĩnh, ánh mắt nhu hòa, lướt nhanh bốn phía. Đột nhiên đan điền sục sôi, lục đạo luân hồi bộc phát ra hỗn độn khí cuồn cuộn giữa không trung. Huyết thần tử có lực phòng ngự có thể so với thiên thần khí, lúc này lại giống như giấy dán hồ, bị hỗn độn khí xé nát tan tành. Lực lượng huyền diệu đó thậm chí đem biển máu đang tăng vọt lên đều bị áp chế xuống, mất đi tính ăn mòn của ô huyết, bầu trời lại trong sáng hẳn lên. Thời điểm này, Hồng Quân gần như cũng đã đạt tới cực hạn, đan điền khô kiệt, thu hồi Hồng Quân giới không còn chút sức lực. Có điều, hắn rốt cục bảo toàn được tính mạng của mọi người, đối với Tần Vũ cũng coi như là hoàn thành sứ mệnh. Chỉ có Tôn Ngộ Không vẫn có chút chưa thỏa mãn, huy động trường côn, một thân chiến ý kia không giảm bớt chút nào, oán giận nói: "Lão tôn ta đây, còn chưa có đánh đá nghiền tay, thật là mất hứng mà." Trải qua một phen huyết chiến tẩy lễ, tự hồ ai cũng không có nghĩ đến Tôn Ngộ Không lại có thể lĩnh ngộ được chiến ý tối cao, dùng chiến nhập đạo, mà đó cũng không phải là sát khí hung tàn bạo ngược. Loại tăng lên tính chất này cùng với chuyển biến tu vi khiến cho hắn đâu chỉ đột phá mấy cảnh giới. Lúc này cả thân thể đều tản phát ra rực rỡ ánh hoàng kim. Vết loang lổ trên trường côn cũng biến hết, giống như một đạo kim quang nằm trong tay Tôn Ngộ Không, hệt như như ý kim cô bổng năm nào. Bất quá khiến cho Huyền lão giật mình kinh ngạc chính là tu vi của Tần Vũ. Ông mơ hồ cảm nhận được Tần Vũ giờ này đã trở thành một tồn tại vượt qua hết thảy, mà cho dù là thiên đạo chi nhận toàn vẹn ở trước mắt hắn cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp nào. Thiên Minh, huynh mau tỉnh lại đi, Thiên Minh. Tiếng kêu của Lãnh Diễm Phỉ vang lên, thu hút ánh mắt của mọi người. Huyền lão vội vàng chạy tới, nhìn thấy Huống Thiên Minh tựa như lâm vào giấc ngủ say vĩnh cửu, không nhịn được nhíu mày nói: Hắn chẳng lẽ là thiên đạo chi nhận? Cam Vân mở to hai mắt nhìn. Thiên đạo chi nhận không phải đã bị huyết ma đoạt đi rồi sao? Vì sao hắn giống như đang nhập định vậy? Đế Thuyết Phong đi tới, trông thấy bộ dáng của Huống Thiên Minh lúc này không khỏi rất là nghi hoặc, vừa sử dụng thần niệm dò tra một cái, cả kinh nói: Hắn đã mất đi thần thức rồi. Cái gì? Lãnh Diễm Phỉ phát ra một tiếng thét chói tai. Nếu như một người mất đi thần thức, như vậy cái nhục thể này cũng có nghĩa là không có linh hồn, mà thần thức của Huống Thiên Minh lại đã đi đâu đây? Cam Vân vội vàng nói: Hắn trước khi mất đi thần thức có nói gì với ngươi hay không?
Lãnh Diễm Phỉ trầm tư trong chốc lát, có chút thất sắc kinh hoàng nói: Hắn nói cái gì? Cần có thời gian, ta không biết. Thật đúng là nhìn thấy nam nhân yêu mến của mình đã không còn thần thức, cái này tiêu biểu cho hắn e rằng vĩnh viễn cũng không hồi tỉnh lại, đổi lại là ai cũng phải thất sắc kinh hoàng. Huyền lão hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện lên quang mang trí tuệ sâu xa, trầm giọng nói: Đây có lẽ cùng Hoa Nhi Thiên Mông có quan hệ, xem ra thủy quân trước khi chết dự đoán như thế cũng không phải không có đạo lý, cùng với việc hôm nay huyết ma phá vỡ phong ấn tất nhiên có quan hệ rồi. Điều ấy mọi người thật không hề lo lắng gì. Trước mắt Tần Vũ cường thế quay trở lại, huyết ma bị trọng thương gần như không còn chút sức phản kháng nào, chỉ là vì Huống Thiên Minh mất đi thần thức làm cho mọi người cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Tuyết Phong, ngươi có thể thông qua thiên đạo chi nhận cảm nhận được cái gì không? Hồng Quân quay sang đế Tuyết Phong hỏi. Dù sao thiên đạo chi nhận của Huống Thiên Minh rời thân thể không bao lâu, thần thức chẳng biết đi đâu, khẳng định cùng chuyện này có liên hệ gì đó. Đế Tuyết Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên đạo chi nhận của Thiên Minh đã rơi vào trong tay huyết giới của huyết ma, hoàn toàn ngăn chặn thiên đạo chi nhận của ta. Có lẽ là ta đối với thiên đạo chi nhận lĩnh ngộ hãy còn nông cạn, không thể nhận thấy được khí tức của nó. Lãnh Diễm Phỉ giờ phút này ôm chặt Huống Thiên Minh, trên gương mặt tuyệt mỹ sớm đã lệ châu tuôn tràn. Mọi người thấy thế vừa nghi hoặc vừa thở dài. Lúc này khí thế hủy diệt của lục đạo luân hồi cũng không thể ngăn cản hết thảy huyết thần tử của huyết ma triệu hồi ra tới. Cái khe hở trên bầu trời cũng bởi vì sự sụp đổ của huyết giới mà tiêu biến mất. Huyết khí mờ mịt bị thiên phong cuốn đi, biến sạch sành xanh, cả bầu trời cũng trở lên trong sáng. Tần Vũ giống như một pho tượng thiên thần đứng giữa lục đạo luân hồi, ánh mắt lạnh lùng chiếu vào huyết ma, chuẩn bị phát động một kích sau cùng. Thế nhưng huyết thần tử chung quanh huyết ma liên tiếp nổ bùng, hóa thành từng đám huyết vụ ô uế sền sệt một lần nữa hội tụ tại trên người huyết ma. Trải qua bổ sung của mấy trăm đầu huyết thần tử, năng lực của hắn bây giờ đã khôi phục được 70% trạng thái. Chỉ là sự sụp đổ của huyết giới quả thực đối với hắn đã tạo thành đả kích cực kỳ trầm trọng. Huyết ma, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chịu chết đi. Tần Vũ trong ánh mắt bình tĩnh, một tia sát khí chợt lóe rồi tắt, nhưng nét phẫn nộ in hẳn trên trán lại khiến người khác trong lòng lạnh giá. Cả người toát ra khí thế vạn quân, chính như một pho tượng thiên thần đứng ngạo nghễ trong đám mây, làm cho người ta không nhịn được dập đầu bái phục, càng không nói là có thể dậy lên nổi chút ý kháng cự nào. Huyết ma chợt quát một tiếng, huyết khí sền sệt giám sát chung quanh thân thể, tức thì bắn tung ra bốn phía. Thế nhưng trong tư tưởng của hắn cũng không sợ hãi lực lượng của Tần Vũ, ngược lại càng trở nên ngông cuồng ngạo mạn, phẫn nộ hét lớn: Bổn ma vương cũng muốn lĩnh giáo thủ đoạn của tiểu bối nhà ngươi, ta thân là bất tử, không ai có thể giết chết được ta. Vậy sao? Vậy thì thử xem. Trong mắt Tần Vũ tóe ra từng đạo tinh quang, hai tay phất lên, dòng xoáy lục đạo luân hồi đột nhiên nghiêng chút ra. Theo từng bước chân Tần Vũ tiến tới, dòng xoáy to lớn cũng hướng về phía trước di chuyển. Mọi người nhìn thấy một màn này đều là thất sắc hoảng sợ, nhất là Hồng Quân. Đối với lực lượng của lục đạo luân hồi, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Thế nhưng không có nghĩ đến thành tựu của phụ thân hôm nay, không ngờ có thể đem lục đạo luân hồi đưa vào trong đan điền, hơn nữa còn có thể thu phát thuần thục như ý, quả là đáng sợ. Tần Vũ càng tiến càng nhanh, cuối cùng nhanh đến mức phía sau đều cuồn cuộn nổ lên một trận tàn ảnh, mà dòng xoáy thật lớn của lục đạo luân hồi cực nhanh chuyển động, quét ngang qua ngay cả hư không đều bị xé thành một cái khe hở nhỏ dài. Huyết ma giờ phút này mới có phần thất sắc hoảng sợ, lục đạo luân hồi trước mắt đã cắt ngang tại trước người hắn, sinh tử khí bên trong nó luân lưu xoay vòng, quang mang hai màu trắng đen tại bên dưới lưu chuyển cực nhanh, gần như thành một thể. Chính cái gọi là tử, cực hạn chính là sinh, hết thảy đều tại trong lục đạo luân hồi diễn biến. Nơi hỗn độn khí bộc phát ra, hình thành một dòng xoáy to lớn sụp lún xuống, phát ra một trận ầm ầm long trời lở đất, tác động đến hư không chung quanh bốn phía cũng đều trong nháy mắt vỡ nát tan tành. Khí thể bụi màu đen cuồn cuộn xuống, trung tâm dòng xoáy đó giống như một cái hắc động vũ trụ sinh ra một cú hấp lực không thể chống lại được. Tuy là huyết ma ngông cuồng tự đại, vào khoảnh khắc này từ đáy lòng cũng cảm nhận được một cảm giác bất lực, thân thể nhỏ bé giống như chiếc lá khô bị hút vào trong cuồng phong bão táp. Tại trong khoảnh khắc vừa chạm đến lục đạo luân hồi, thoáng cái bị xoắn thành một phấn, liền sau đó bị hỗn độn khí cuốn đi, biến mất sạch sành xanh. Mọi người nhìn thấy một màn này tại trước mắt, trong lòng vừa khiếp sợ vừa khâm phục. Trên mặt Cam Vân
mọi người càng lộ ra vẻ ngốc trệ. Chẳng qua là cảnh giới của Tần Vũ hôm nay, sợ rằng để cho bọn họ khổ cực tu luyện cả đời cũng khó mà đạt tới. Dù sao đây cũng không phải chỉ đơn thuần là tu luyện là có thể đạt tới, mà còn cần có cơ duyên và mức độ lĩnh ngộ đối với thiên đạo. Nhưng chính lúc này, hàng loạt bóng người từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đợi đến gần mới phát hiện là Đế Thích Thiên, Hàn Sinh cùng với đám người Đế Thiên Hồn. Đế Thích Thiên nhìn thoáng qua Tần Vũ, tức thì trên người ông cảm giác được một loại cảnh giới không thể vượt qua, không khỏi khiếp sợ nói: "Không nghĩ tới thời gian có trăm năm, ngươi lại có thể đạt tới cảnh giới này." Tần Vũ mỉm cười nhưng không có trả lời, lại không biết việc tăng lên cảnh giới này bất quá cũng chỉ là một ý niệm. Chẳng qua Đế Thích Thiên cũng xem như đúng là một thiên tài. Trăm năm thời gian tại trong Thiên Thần Điện, lợi dụng tinh thần lạc ấn kết hợp với tinh thần quyết tiến hành tu luyện, hôm nay đã có thể vận dụng tinh thần lực, tin rằng không đến 500 năm là có thể đạt tới cảnh giới hắc động. Hàn Sinh khổ sở đưa mặt ra, phẫn nộ oán giận nói: "Huyết ma đáng chết này, giở ra huyết thủy ô uế kinh tởm đó, làm ngay cả hang ổ của ta cũng bị ngập ngụa nhơ bẩn, lúc này trở nên hôi thối không ngửi được. Sau này ta còn làm sao ở trong đó được đây? Thất Hải lão gia hỏa kia đâu? Không lẽ cũng..." Lời nói của Hàn Sinh đi vào trọng điểm, ánh mắt mọi người đều tập trung vào người Tần Vũ. Sắc mặt của Tần Vũ trở nên hơi buồn bã, thở dài một hơi sâu sắc nói: "Thất Hải lão tiền bối, trong phút chốc đó, ý niệm đều đến oán thú, đã sa vào ma đạo. Thất Hải tức là huyết ma tức là Thất Hải, độc nhất vô nhị. Huyết ma rốt cục bản tính của nó cũng chẳng qua là một loại nguyên thần lạc ấn ma tính cực mạnh mà thôi. Hôm nay Thất Hải lão tiền bối đã rơi vào trong lục đạo luân hồi. Bất quá ta còn giữ lại một đám chân linh của ông. Ông sẽ từ trong lục đạo luân hồi một lần nữa chuyển thế luân hồi." Huyền lão khẽ gật đầu nói: "Vậy đối với hắn mà nói coi như là một cách giải thoát rồi." Tần Vũ nói tiếp: "Thất Hải lão tiền bối tu vi cả đời này bị trói buộc trong nguyên hạch, đem tất cả mọi con đường liên lạc cùng với ngoại giới hoàn toàn chiếm cứ, hình thành một tầng không xương cầm cố nhìn không thấy, đến nỗi không cách nào đột phá được tình trạng hiện có để lĩnh ngộ áo nghĩa cao cấp hơn. Ông vốn phải có một kiếp nạn này, hy vọng sau khi chuyển thế sống lại có thể giác ngộ hiểu ra để tìm kiếm cảnh giới thiên đạo cao cấp hơn." Sau khi hoàn toàn lĩnh ngộ lục đạo luân hồi, Tần Vũ tự hồ tìm ra được một tia quy tích vận chuyển của thiên đạo. Đối với số mệnh của Tất Hải cũng có biết một ít. "Mẹ nó, chỉ là mấy cái ô huyết ô uế thiên thần giới này, sợ rằng không có 180 năm khó có thể phục hồi như cũ được." Hàn Sinh đối với huyết thủy ô uế này oán hận sâu sắc, cũng không có ngừng nghỉ. Tần Vũ mỉm cười: "Cái này dễ xử lý thôi." Lập tức chụp vào hư không một cái, không gian lập tức sụp đổ, lục đạo luân hồi bỗng nhiên tại trên bầu trời lưu chuyển không ngừng. Tần Vũ ánh mắt quét qua biển máu dưới chân, thầm thở dài, điều khiển lục đạo luân hồi trực tiếp tu vào trong biển máu, quấy động biển máu ô uế đang yên tĩnh tức thì nổi lên sóng gió cuồn cuộn ngất trời. Thế nhưng không đến thoáng chốc, huyết thủy tất cả đều bị cuốn vào trong hỗn độn không gian của lục đạo luân hồi, Sa Thành lại khôi phục diện mạo như trước kia. "Tần bá bá, mau mau cứu giúp Thiên Minh đi." Lúc này cách đó không xa truyền đến tiếng kêu to của Lãnh Diễm Phỉ. Tần Vũ nhìn thấy Huống Thiên Minh lâm vào giấc ngủ say giống như nằm trong băng hà muôn đời không tan, liền nhướng mày, thoáng qua đã hiểu được huyền cơ trong đó, kinh ngạc nói: "Hắn mất đi ý thức sao?" Trên gương mặt tuyệt mỹ của Lãnh Diễm Phỉ sớm đã nước mắt doanh tròng, nghẹn ngào nói: Thiên Minh nói cái gì, còn cần có thời gian sau đó nhắm mắt lại rồi không tỉnh lại nữa." Huyền lão khẽ gật đầu: "Ta xem hắn không giống như là bị người cưỡng ép lấy đi thần thức, mà là tự mình phóng thả thần thức ra bên ngoài cơ thể. Bất quá vậy cũng quá nguy hiểm à." Thần thức thì giống như một loại thiên đạo bao la, không có tên, không có hình dạng, mà nó lại cực kỳ yếu ớt. Hơn nữa đối với cơ thể con người có tầm quan trọng không thể thay thế. Nếu như thần thức bị hủy diệt, như vậy bản thân cũng sẽ biến thành một cái nhục thể không có linh hồn. Tần Vũ trong lòng cả kinh, mặc dù ông bây giờ đã lĩnh ngộ sinh tử luân hồi chi đạo, nhưng bởi vì tu vi còn thấp, không cách nào dò biết được vận hành của thiên đạo. Đối với vận mệnh của Huống Thiên Minh cũng khó mà nắm bắt. Tuy là Huống Thiên Minh sớm đã lĩnh ngộ được 8 phần năng lực dự đoán của Thiên Mông, hắn nếu đem thần thức phóng ra bên ngoài cơ thể, mặc dù không biết có ý định như thế nào, nhưng nhất định có kế hoạch gì đó. Chính vào lúc Tần Vũ do dự chưa biết làm gì,
khi trong lòng định dùng cách giống như thế phóng thả thần thức ra để dò kiếm thần thức của Hướng Thiên Minh. Xa xa giữa không trung, hai bóng người dìu dắt nhau lảo đảo nhắm hướng này bay tới. Đợi khi đến gần mọi người mới nhìn rõ chính là Mục Thiên cùng Tình Nhi. Xem ra ô huyết tiêm nhiễm thần thiên thần giới cũng làm cho hai người bị thương tổn, nhất là Mục Thiên. Cả cánh tay phải đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, bốc ra mùi tanh hôi nồng nặc, hiển nhiên đã hoàn toàn bị nhiễm ô uế. May mà Tình Nhi không có tiêm nhiễm ô uế, chỉ vì quá mức kinh hoàng mà lộ ra sắc mặt tái nhợt. Trăm năm tăng thương đối với Tần Vũ mà nói cũng bất quá là thoáng qua trong nháy mắt. Nhưng giờ phút này gặp lại Tình Nhi, trong lòng mặc dù vô cùng hưng phấn, nhưng miệng lại không thốt lời nào, trong mắt lộ ra quang mang vô cùng phức tạp, khó có thể hình dung. Mộc Thiên được Cam Vân dìu đỡ xuống tới trước mặt Tần Vũ, trên khuôn mặt mệt mỏi hiện ra một tia mỉm cười. Đại nhân, huyết ma xuất thế, Tình Nhi lo lắng cho người nên buộc ta mang nàng đến, bất quá cuối cùng cũng không phụ ủy thác, Tình Nhi bình yên vô sự. Tần Vũ cho mày, thần sắc có vẻ vô cùng ngưng trọng, nhìn thấy bộ dáng của Mộc Thiên hiện giờ, trong lòng cũng không đành lòng, thở dài nói: "Ngươi khổ cực rồi." Mộc Thiên cố chịu đựng đau đớn trên cánh tay phải, hắc hắc cười vài tiếng mà sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Thì ra, ngày đó sau khi biết được Tần Vũ sớm đã có gia đình thê nhi, Tình Nhi đau lòng muốn chết, nàng biết Tần Vũ là người chí tình chí nghĩa, nếu đã có thê tử thì làm sao có thể dễ dàng tiếp nhận nữ tử khác. Nàng lòng thất chí đến nỗi có ý niệm tìm lấy cái chết. May mà thời điểm cuối cùng Mộc Thiên tìm được, dùng lời lẽ khuyên can mới buông bỏ hết thảy ý niệm tìm cái chết trong đầu. Mộc Thiên vốn định mang nàng trở về bên người Tần Vũ, nhưng bị Tình Nhi quả quyết cự tuyệt. Nàng cũng không muốn lần nữa quay lại bên nam nhân khiến cho chính mình thương tâm muốn chết này, để càng thêm bi thương đày đọa bản thân mình. Dù sao hết thảy cũng không có kết quả gì, vì thế Mộc Thiên liền theo Tình Nhi ẩn cư tại nơi thâm sâu cùng cốc trong thiên thần giới, dốc lòng tu luyện. 100 năm, 5 tháng, trước mắt mọi người đều thoáng qua trong nháy mắt, thoáng cái đã trôi qua. Thế nhưng đối với Tình Nhi lại có vẻ dài dằng dặc, thống khổ. Nàng là nữ hài si tình, đối với nỗi nhớ nhung Tần Vũ càng ngày càng không thể kiên định trong lòng được. Rốt cục đến ngày huyết ma xuất thế, máu nhuộm thiên thần giới, Tình Nhi rốt cục không cách nào kiềm chế nỗi luyến nhớ cùng lo lắng cho Tần Vũ, lập tức cùng Mộc Thiên vội vàng từ trong rừng sâu núi thẳm chạy tới. Mà Mộc Thiên dọc trên đường đi vì giúp Tình Nhi ngăn cản ô huyết ăn mòn, cả cánh tay phải hoàn toàn tàn phế, bất quá rốt cục giữ được Tình Nhi bình an, coi như là tạo cho Tần Vũ một biến đổi lớn. Lúc này Tần Vũ cùng Tình Nhi bốn mắt nhìn nhau, trong lòng kích động không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ là Khương Lập sớm đã thành niềm mong nhớ vĩnh viễn trong lòng Tần Vũ. Tình Nhi đối với hắn mà nói chỉ giống như một thân muội muội, cũng không có tình cảm sai trái nào khác. Trăm năm tang thương, Tình Nhi đã từ một tứ hài trở nên thành thục hẳn lên, thiên tư tuyệt sắc đó không có giảm bớt đi chút nào. Phía sau sáu đôi cánh màu phấn hồng thoáng vẫy động, cả người giống như thiên sứ tiên nữ xinh đẹp mà không thể giữ làm của riêng mình. Hai người lặng nhìn nhau, giống như thời gian và không gian đều ngưng lại. Trong mắt hai người chỉ có người trước mặt, cũng không để ý đến ngoại vật nữa. Tần Vũ đối với Tình Nhi áy náy thật nhiều, mà Tình Nhi đối với Tần Vũ đã có tình yêu thương say đắm không cách nào phai mờ. Đó là một loại ý niệm vượt ra khỏi bất cứ loại tình cảm nào. Sau phút nhìn nhau ngắn ngủi, Tình Nhi tự hồ rốt cuộc không thể đè nén được, trong đôi mắt thuần khiết rơi xuống đôi dòng lệ lóng lánh, bật khóc đến rung động cánh sau lưng. Mối tình cảm kiềm nén trăm năm giờ phút này rốt cuộc tuôn trào, không cách nào ngăn lại được. Tần Vũ thần sắc có vẻ buồn bã, ngưng trọng, hơi cúi mình xuống, thở một hơi dài, trong mắt toát ra ánh mắt áy náy không yên. Một bên, Huyền lão chăm chú nhìn hồi lâu tại trên cánh tay phải ô uế của Mộc Thiên, rốt cục hạ quyết định, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Lực ô uế của ô huyết này thực sự quá mạnh mẽ, đã hoàn toàn tiêm nhiễm mỗi một tấc kinh mạch của ngươi, hơn nữa lại có chiều hướng không ngừng lan rộng ra. Biện pháp duy nhất lúc này là nhanh chóng chặt bỏ đi, nếu không ô huyết xâm nhập vào tâm tạng, ta không dám khẳng định ngươi có thể bị biến thành một đầu huyết thần tử hay không." Mộc Thiên do dự chỉ trong chốc lát, cắn chặt hàm răng nói: "Vậy thì cắt bỏ đi." Đới Thiết Phong nói: "Ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi dốc lòng tu luyện đạt tới Á Hoàng giai thì liền có thể cải tạo thân thể." Đây tuy cũng là một chút an ủi trong lòng Mộc Thiên, nhưng dù sao phải cắt bỏ một cánh tay, trong lòng vẫn có phần lo sợ bất an. Đới Thiết Phong giơ cao thiên đạo chi nhận,
lãnh quang hình vành trăng phóng vút lên cao, chuẩn bị chặt đứt cánh tay phải của Mục Thiên. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một tia khí tức của thiên đạo chi nhận. Tựu tại đây, vô tận trong hư không, mặc dù yếu ớt nhưng cực kỳ rõ ràng. Đấy Thuyết Phong chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên chứng kiến một tia huyết quang di động tại trên bầu trời. Huyền lão tự hồ ý thức được cái gì đó, hoảng sợ thất sắc kinh hô: "Không xong rồi, nó chưa chết." Cùng lúc đó, luồng huyết khí phóng vút lên cao, bầu trời xanh lam ngay tức thì bị một tầng máu màu đỏ sậm che kín. Mọi người ngưng thần nhìn lên, liền phát hiện trên không trung một đám tinh huyết phóng thích ra quang hoa huyết sắc vô cùng chói mắt. Tiếng cười ngông cuồng ngạo mạn của huyết ma kia lại vang dậy trên bầu trời: "Ta sớm đã nói qua, bổn ma vương là thân bất tử, tinh huyết bất diệt, ai cũng không làm gì được ta. Mọi người quá sợ hãi, mà Tần Vũ thì khiếp sợ nhất. Không nghĩ tới lục đạo luân hồi mặc dù thôn phệ thân thể của hắn, nhưng không cách nào hủy diệt đám tinh huyết bám vào nguyên thần của hắn. Giờ phút này tất cả mọi người rơi vào trong nỗi kinh hoàng, duy chỉ có Hồng Quân tâm tư minh mẫn có chút phòng bị. Hồng Quân giới tức thì phát ra quang hoa trong suốt, nhất thể bao phủ lên tất cả mọi người. Bổn ma vương phải cho các ngươi đền mạng. Huyết quang chợt lóe, đám tinh huyết kia biến ảo thành một con huyết xà thật nhỏ, lập lòe tia chớp với tốc độ thần tốc không thể tưởng tượng, chui vào trong Hồng Quân giới, mà Hồng Quân lại không cảm nhận được chút nào, không khỏi rất sừng sốt. Tần Vũ vội dùng thần thức dò tra mới biết được huyền cơ trong đó, cả kinh nói: "Đám tinh huyết này là nguyên thần của huyết ma biến thành, không thể xem thường, mọi người cẩn thận." Rất hiển nhiên, đám tinh huyết do từ nguyên thần biến thành đó chính là một loại nguyên thần lạc ấn. Năm đó Tất Hải ý niệm động đến oán chú đã triệu hồi tới đó là đám tinh huyết do nguyên thần của huyết ma biến thành này. Sau khi bám vào thân thể, cho dù nhục thể bị tiêu hủy, nhưng chỉ cần giữ lại được một tia tinh huyết, nguyên thần đúng là vĩnh viễn sẽ không bị hủy diệt. Đây quả chính là nguyên nhân huyết ma bất tử. Lúc này Hồng Quân giới hiển nhiên không cách nào ngăn cản. Huyết xà thật nhỏ đó với tốc độ vượt quá sức tưởng tượng, trên không trung qua lại như con thoi. Từng chàng tiếng cười ngông cuồng vang vọng bên tai mọi người. Tất cả mọi người bắt đầu kinh hồn khiếp đảm hẳn lên. Thần sắc của Tần Vũ cũng không có e sợ chút nào, hướng lên bầu trời chụp một cái. Theo đó không gian tức thì sụp đổ, lục đạo luân hồi cuồn cuộn dẫn theo hỗn độn khí một lần nữa xuất hiện tại phía trên bầu trời. Huyết ma hiển nhiên đối với lục đạo luân hồi có điều kiêng dè. Huyết xà phát ra một tràng tiếng rít rất nhỏ, lại biến mất trong hư không. Chính vì tốc độ quá nhanh, hơn nữa không cách nào đưa chúng vào trong vòng cầm cố, Tần Vũ điều khiển lục đạo luân hồi mấy lần đều không có biện pháp chụp bắt đám tinh huyết này. Mà ông giờ này cũng không có năng lực để mở rộng phạm vi của lục đạo luân hồi ra khắp cả thiên thần giới. Ngược lại, chúng tùy tiện bay qua lại giữa mọi người, không khỏi dần dần rơi vào thế bị động. "Mặc dù ngươi có lực lượng của lục đạo luân hồi thì có thể làm gì? Bổn ma vương hôm nay phải đem xương cốt của ngươi tán thành cho bụi mới hạ được cơn giận hủy diệt thân thể của ta." Đột nhiên một đạo huyết ảnh vô cùng to lớn phóng vút lên cao, ùn ùn hướng về phía Tần Vũ kéo ập đến. Tốc độ cực nhanh khiến Tần Vũ không còn chút thời gian nào để tiếp tục điều khiển lục đạo luân hồi nữa. Tần Vũ sắc mặt đại biến, ông nhìn thấy rõ ràng trong huyết ảnh mờ mịt đó, đám huyết ma màu đỏ thắm tản phát ra huyết quang mãnh liệt, giống như hàm răng dày khít của huyết ma kia bốc lửa đỏ rực hướng về ông tràn tới. Mọi người nhìn thấy một màn này vạn phần kinh hãi, trên mặt toát ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng chính lúc này, giữa huyết khí đột nhiên bay lên một đạo quang hoa hồng phấn sắc. Hiện lên như thế cũng không chói mắt, nhưng đem lại cho Tần Vũ một cỗ ấm áp rất vi diệu. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện tại trước mặt. Dáng người xinh xắn, cánh hồng phấn trên gương mặt tuyệt mỹ ấy vẫn như trước, còn lưu lại từng giọt lệ chưa tan, chính là Tình Nhi. Giờ khắc này, Tần Vũ rõ ràng nhìn thấy Tình Nhi đang quay về phía mình mỉm cười. Một nụ cười trong đó tự hồ tập hợp mối cảm tình kìm nén trăm năm của nàng dành cho Tần Vũ. Có lẽ đây mới là ước mong muốn của nàng. Nếu như không chiếm được, vậy thì vì người yêu dấu của mình mà hy sinh hết thảy, ngay cả đến tính mạng. "Tình Nhi!" Trong cổ họng Tần Vũ phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào. Hết thảy đều phát sinh tại giữa ánh chớp đỏ rực. Huyết ma tự hồ cũng không nghĩ đến Tình Nhi bỗng nhiên lại xuất hiện tại trước mặt Tần Vũ. Đám tinh huyết đó không có dừng lại chút nào, chui vào trong người Tình Nhi. Thân thể Tình Nhi thoáng rung động một cái. Đám tinh huyết kia mang theo năng lực ô uế vô cùng cường đại.
sáu cánh sau lưng chỉ trong chớp mắt bị ăn mòn thành màu đỏ sậm. Trên làn da trắng nõn, từng điểm lốm đốm đỏ không ngừng hiện ra. Tình Nhi giãy giụa, linh hồn thuần khiết giờ phút này đang bị huyết ma thôn phệ, mà trong miệng nàng lại không ngừng gắng gượng kêu lên: "Tần Vũ ca ca, Tình Nhi." Lúc này Tần Vũ sắc mặt trắng bệch, cả tâm hồn giống như rơi vào trong hầm băng sâu vạn trượng, tiếng ong ong không ngừng kêu vang trong đầu, một mảnh rỗng không. Lực ăn mòn ô uế sinh ra từ tinh huyết nguyên thần của huyết ma tại trong nháy mắt chiếm cứ thân thể Tình Nhi. Tình Nhi lúc này thần sắc dữ tợn, toàn thân tản phát ra vầng sáng màu đỏ sậm rực rỡ, tỏa ra một luồng khí tức tà ác quái dị, khiến cho trong lòng người ta phát lạnh giá. Tại sao có thể như vậy, nữ nhân đáng chết này? Huyết ma hừ lạnh một tiếng, tự hồ đối với thân thể của Tình Nhi thật bất đắc dĩ. Dù sao mục tiêu quan trọng nhất của hắn chính là Tần Vũ, nếu như chiếm được thân thể của Tần Vũ, vậy thì có khả năng nắm trong tay lục đạo luân hồi, đây mới là mục đích chủ yếu của huyết ma. Tình Nhi! Nhìn thấy Tình Nhi bị ô huyết ăn mòn, Tần Vũ gần như rơi vào trong trạng thái điên cuồng. Hai tay đột nhiên phất động, từ ba trượng cao trên đỉnh đầu, lực lượng lục đạo luân hồi ầm ầm hiện lên. Hỗn độn khí kia tự hồ cũng bởi vì cơn phẫn nộ của Tần Vũ mà biến hóa, khuếch trương vô cùng tận, gần như cuộn lên cuốn cả lửa bầu trời. Tất cả mọi người đều sinh ra kinh hãi trước cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa này. Nhất định phải đem Tình Nhi trả lại cho ta. Tần Vũ giống giận phẫn nộ, thúc động lục đạo luân hồi không ngừng hướng về phía huyết ma áp sát lại. Xoẹt xoẹt xoẹt. Giờ phút này huyết ma nhìn thấy sức mạnh của lục đạo luân hồi, trong ánh mắt chỉ còn lộ ra vẻ tham lam mà không có chút cố kỵ nào, ngang nhiên cười nói: "Ngươi cho dù có giết nàng, ta vẫn như cũ có thể dựa vào bạo thể, sau đó một tia tinh huyết nguyên thần lần nữa đoạt xá sống lại, bổn ma vương sẽ vĩnh viễn tồn tại trong hậu thế, ha 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 ha." Nghe thấy vậy, sắc mặt của Tần Vũ trắng bệch trùng hẳn xuống, lộ ra vẻ khó xử, mà lục đạo luân hồi ngưng lại, không có áp sát về hướng huyết ma nữa. Huyết ma thấy thế, cất giọng cười càng thêm ngông cuồng, một cỗ huyết khí sền sệt nồng nặc từ trên người hắn tán phát ra. "Ngươi nằm mơ." Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc truyền đến, ánh mắt mọi người đều kinh ngạc chiếu vào người Tình Nhi, tự hồ ngay cả huyết ma cũng không khỏi có một chút hoang mang. Bởi vì thanh âm này đúng là từ bên trong thân thể hắn truyền ra ngoài. Lãnh Diễm Phỉ trong khoảnh khắc nghe thanh âm kia, cả thần tình đều ngưng động lại. Nàng cho dù có chết cũng không quên được chủ nhân của giọng nói này, trong miệng run run nói ra tên của hắn: "Huống Thiên Minh! Huống Thiên Minh, ngươi ở đâu? Mau hiện ra cho lão tôn ta đây!" Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, sốt ruột nhìn ngó giáo sát, vẫn không nhìn thấy Huống Thiên Minh, như trước rơi vào giấc ngủ say, mà vốn thanh âm lại phát ra từ Tình Nhi. Biến cố bất ngờ khiến cho huyết ma cũng rất là bối rối. Ngươi từ lúc nào ở trong thân thể của ta? Vẫn như cũ nhìn không thấy bóng sáng Huống Thiên Minh, thế nhưng thanh âm này xác thực quả là ở trong thân thể bị ô uế của Tình Nhi. "Ta nói rồi, ngươi cuối cùng phải thất bại ở trong tay của ta." "Thằng khốn, bổn ma vương là thân bất tử, tuyệt không thể thất bại." Huyết ma tự nhận suốt đời bất diệt, đối với Huống Thiên Minh hoàn toàn không coi vào đâu. "Vậy sao?" Thanh âm của Huống Thiên Minh mang theo một tia cười lạnh. "Chẳng lẽ ngươi vẫn không nhận ra tinh huyết nguyên thần có cái gì khác thường sao?" Huyết ma trong lòng cả kinh, vội vàng vận chuyển một vòng đám tinh huyết nguyên thần kia, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn rõ ràng cảm giác được trong đám tinh huyết ẩn chứa một tia khí tức của thiên đạo chi nhận. "Thiên đạo chi nhận là ngươi động tay động chân lại có thể đem thần thức giấu vào trong thiên đạo chi nhận sao?" Đế Thiết Phong nghe nói như thế, lúc này mới chợt bừng tỉnh hiểu rõ. Thì ra mới rồi cảm giác được một tia khí tức đúng là tại chỗ thiên đạo chi nhận của Huống Thiên Minh bị huyết ma thôn phệ. Huống Thiên Minh lạnh lùng nói: "Ta nghĩ ngươi đến chết cũng không thể ngờ được, tại trận chiến năm đó, thiên mông từ trong cơ thể của ngươi rút ra một tia tinh huyết, lại càng không thể nghĩ đến ta đem đám tinh huyết này luyện hóa vào trong thiên đạo chi nhận, mà cho đến tận lúc này ẩn giấu khí tức của thiên đạo chi nhận. Ngươi tưởng rằng thật sự có thể dễ dàng thôn tính thiên đạo chi nhận của ta ư? Hiện nay nó giữ lại một tia chân linh của ta, ta đem ngươi hoàn toàn tiêu hủy ở trong đám tinh huyết này. Huyết ma, đại nạn của ngươi đã đến rồi." Huyền lão giật mình kinh ngạc: "Thì ra là ngươi cố ý để cho thiên đạo chi nhận ẩn chứa chân linh của ngươi bị huyết ma thôn phệ." Hóa ra trước lúc huyết ma phá vỡ phong ấn,
Huống Thiên Minh đã sớm ẩn giấu một tia chân linh tại trong thiên đạo chi nhận rồi. Mà trăm năm trước đây, hắn đã đem đám tinh huyết thiên mông lưu lại, luyện hóa vào trong thiên đạo chi nhận. Cái gọi là một tia sinh cơ bắt đầu tại trong đám tinh huyết này. Thậm chí, ngay cả chính huyết ma cũng không thể nghĩ đến tinh huyết của hắn hoàn toàn che giấu khí tức của thiên đạo chi nhận. Tuy nhiên, huyết ma tự cho là mình thông minh, định khi bạo thể sẽ lợi dụng nguyên thần đám tinh huyết này đoạt xá. Cũng không ngờ đám tinh huyết ấy sớm đã bị thiên đạo chi nhận luyện hóa rồi, trong đó lại ẩn chứa một tia chân linh của Huống Thiên Minh. Lúc này cả đám bị giam lỏng bên trong, cũng có nghĩa là huyết ma rốt cuộc không cách nào tiến hành nguyên thần đoạt xá được nữa. Còn Huống Thiên Minh vì lẽ đó mà rơi vào cơn hôn mê sâu, cũng chính vì muốn dùng thần thức của bản thân cùng tia chân linh ẩn giấu ở trong thiên đạo chi nhận kia tiến hành dung hợp lại. Chỉ có như vậy mới có thể từ trong cơ thể huyết ma đoạt lại thiên đạo chi nhận, nhân tiện mới giam cầm nguyên thần đám tinh huyết kia tại trong khoảnh khắc lục đạo luân hồi phá hủy bản thể của huyết ma. Thần thức của Huống Thiên Minh đã cùng chân linh trong thiên đạo chi nhận dung hợp làm một. Không có khả năng, không thể như vậy, ta tuyệt đối không thể chết được. Huyết ma tự hồ cảm nhận được nỗi thống khổ của đám tinh huyết bị giam cầm, phát điên cuồng gào thét chói tai. Thiên Minh, dừng tay! Đột nhiên Tần Vũ hô to một tiếng. Huống Thiên Minh vốn muốn bạo phá thiên đạo chi nhận bất giác ngừng lại. Tần Vũ sắc mặt trắng bệch, ánh mắt thủy chung không rời khỏi Tình Nhi. Ông do dự trong chốc lát, trầm giọng nói: Thiên Minh, có thể giữ lại cho Tình Nhi một mạng không? Huyết ma vốn là nguyên thần lạc ấn, căn bản không có thực thể. Bây giờ Tình Nhi đây chính là huyết ma, huyết ma cũng chính là Tình Nhi. Nếu như ta tách ra khỏi đám huyết tinh kia, vậy rốt cuộc không cách nào khắc chế được huyết ma. Ngươi hẳn là biết rõ. Thanh âm của Huống Thiên Minh cực kỳ kiên định, bởi vì hắn biết đây chính là cơ hội cuối cùng. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, trong lòng ông chỉ hiện lên nỗi phẫn hận không thể hình dung được. Cho dù ông đã lĩnh ngộ lục đạo luân hồi thì đã lại như thế nào, đến ngay cả Tình Nhi cũng cứu không được. Huống Thiên Minh đã biết rằng sự tình không thể xoay chuyển theo chiều hướng khác. Bất luận Tần Vũ hận mình cỡ nào cũng được, lời tuyên đoán của Thủy Quân đều đã linh nghiệm. Vậy một tia sinh cơ của huyết ma giờ khắc này nhất định phải bị hủy diệt hoàn toàn. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Tình Nhi phát ra một tiếng thét chói tai. Quang mang của thiên đạo chi nhận kia rực rỡ xuyên qua toàn thân. Thân thể nàng lúc này tựa như trong suốt sáng lên, một cỗ khí tức chí cương trào dâng phủ đầy cả thiên địa. Một tiếng gào thét vang động dậy trời từ trong nguyên thần đám tinh huyết bạo phát ra, trong đó còn ẩn chứa nỗi phẫn hận không cam lòng của huyết ma. Tầng mây trôi qua trên bầu trời, một tia huyết khí bồng bềnh tung bay, một làn gió thổi qua liền dần dần tan biến sạch sành sanh. Thần thức quay về, Huống Thiên Minh đang ngủ say, sau khi phun ra một ngụm máu tươi cũng từ từ thức tỉnh lại. Thiên đạo chi nhận tách rời kia cũng trở lại trong thân thể. Lãnh Diễm Phỉ xúc động phủ phục trên ngực hắn khóc giống lên: "Muội không để huynh tách rời muội, một khắc cũng không được phép nữa rồi." "Vĩnh viễn sẽ không, vĩnh viễn sẽ không." Huống Thiên Minh lau khô vết máu trên khóe miệng, ôm chặt Lãnh Diễm Phỉ trong lòng, ánh mắt nhìn Tần Vũ cách đó không xa, trên nét mặt hiện lên chút áy náy. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều nhìn vào Tần Vũ. Tình Nhi nằm trong lòng ông, cả thân thể đã trở nên trong suốt, chỉ có một tia chân linh còn chưa có tan đi. "Người vì sao có ý định dại dột như vậy?" Con tim của Tần Vũ giờ này bị xé nát hoàn toàn. Ông rõ ràng cảm nhận được ở sâu trong nội tâm truyền lại nỗi thống khổ áy náy. Đây là một lỗi thống khổ mà dù cho ngươi đã thông hiểu thiên đạo cũng khó mà chống lại được. Tình Nhi dựa vào một tia chân linh còn xuất lại, ý thức mong manh, trong mơ hồ nàng nhìn thấy thần sắc thống khổ của Tần Vũ, khó nhọc vươn bàn tay vuốt dòng lệ trực trào nơi khóe mắt của Tần Vũ, lắp bắp nói: "Tình Nhi, Tình Nhi mặc dù là nữ hài tử bình thường, nhưng cũng không nghĩ là mọi nỗ lực đổ lấy được, không có, không có." "Tần Vũ ca ca, muội muốn huynh vĩnh viễn nhớ tới có Tình Nhi yêu huynh." Nó đến đoạn sau gần như là không thể nghe thấy, khó khăn rút ra từng chữ sau cùng. Tia chân linh của Tình Nhi rốt cuộc rời khỏi thân thể, bồng bềnh tan trong hư không mênh mông, mà thi thể trong suốt đấy cũng giống như làn hơi bốc lên tan biến không còn. Thân mình Tần Vũ đang run rẩy, ông hầu như không cách nào áp chế nỗi bi thương tận đáy lòng, hướng lên bầu trời phất tay một cái, chân linh của Tình Nhi đã nằm gọn trong tay. Lúc này Huống Thiên Minh đã đi tới, thấp giọng nói: "Tần tiền bối, xin lỗi,
Ta mặc dù hiểu được một đường sinh cơ, thế nhưng lại không biết làm sao để hủy diệt huyết ma. Mãi đến lúc hắn bị đạo luân hồi thôn phệ, ta mới từ trong truyền thừa của phụ thân hiểu rõ hết thảy. Thế nhưng khi đó Tình Nhi đã bị ô uế, ta làm như vậy cũng là cực chẳng đã, không còn cách nào khác cả. Tần Vũ khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt tái nhợt buồn bã thất sắc, nhẹ nói: Tình Nhi, Tần Vũ ca ca đưa ngươi vào luân hồi. Lập tức cắn răng, xoay người liền biến mất ở trên bầu trời. Chứng kiến một màn này, tất cả mọi người đều cúi đầu thở dài. Đế Tuyết Phong cùng Hồng Quân liếc mắt nhìn nhau, cũng không khỏi buồn bã lắc đầu. Bọn họ biết phụ thân là người chí tình chí nghĩa, e rằng phần áy náy này trong tận đáy lòng ông sẽ hình thành một dấu ấn thống khổ không cách nào phai mờ đi. Huyết ma đã hoàn toàn bị hủy diệt, cả thiên thần giới cũng đổi lấy những ngày thái bình. Hàn Sinh, Huyền Lão chúng nhân đều rời khỏi Sa Thành, còn đám Hồng Quân cùng Đế Tuyết Phong, Ngộ Không thì theo Đế Thích Thiên về Thiên Thần Điện. Duy chỉ có Huống Thiên Minh, Lãnh Diễm Phỉ ở lại Tu La giới. Xa xa trên bầu trời, dòng xoáy lục đạo luân hồi thật lớn treo ngang trời, sinh tử khí lần lượt lưu chuyển, vô cùng vô tận. Tần Vũ đứng ở trước lục đạo luân hồi, chăm chú lấy trong tay một đám chân linh quang mang u lam lấp lóe kia, thầm than: Tình Nhi, Tần Vũ ca ca thiếu nợ ngươi, kiếp sau nhất định sẽ trả lại cho ngươi, hãy đợi ta. Nói xong, đám chân linh ấy bị cuốn vào trong lục đạo luân hồi. Tần Vũ lòng đau xót không thể hình dung, mười mấy năm qua ở chung cùng Tình Nhi, từng chút đều không ngừng hiện ra rõ mồn một trong đầu ông. Tựa hồ mỗi một cảnh tượng đều như khắc sâu vào lòng, thế nhưng nỗi si tình cùng ý niệm kiên trì của Tình Nhi lại trở thành nỗi thống khổ suốt cả đời ông cũng không thể phai mờ. Tại trung tâm của Thảo Nguyên, trong cung điện thật lớn trên núi, nghe nói Đế Thích Thiên trở về, chúng tộc hạ cực kỳ hưng phấn, chuẩn bị tiệc rượu giúp đế quân tẩy trần. Trong đại điện trống trải, giờ phút này đã đầy mỹ giai hào thực, một chén rượu ngon có thể say đắm lòng người. Hai bên là hai tu la mỹ nữ hầu rượu, Thiên Thần Điện rất nhiều năm không có náo nhiệt như vậy. Bây giờ đã diệt trừ được họa lớn huyết ma, sau khi cả thiên giới bị một vòng ô huyết dung chuyển, cũng đã một lần nữa khôi phục diện mạo thường ngày. Tất cả mọi người đều hoan hỉ nâng rượu chúc mừng. Trên bàn rượu, Đế Tuyết Phong cùng Đế Thiên Hồn ngồi hai bên Đế Thích Thiên. Bất quá sau khi khôi phục lại trí nhớ, so với Tần Vũ thì tình cảm cha con của Đế Tuyết Phong nay là Tần Tư đối với Đế Thích Thiên cũng chỉ là khắc cốt ghi tâm. Đế Thích Thiên cũng biết nguyên nhân, thế nhưng cũng không thể cưỡng cầu cái gì. Bất quá Tần Tư cũng gọi hắn một tiếng cha, coi như cũng an ủi được Đế Thích Thiên phần nào. Đế Thiên Hồn tự hồ không có nghĩ đến Đế Tuyết Phong là luân hồi tới Thiên Thần Giới. Bất quá hai người cũng không vì thế mà sinh ra trở ngại. Trong mắt Đế Thiên Hồn thì Đế Tuyết Phong vĩnh viễn là ca ca của hắn. Tôn Ngộ Không nằm trên bàn ôm một vò rượu thật lớn trong bụng, mà uống bao nhiêu cái bụng của hắn vẫn không có chút nào to lên, như là một cái động không đáy, vĩnh viễn không bao giờ đầy. Thật là không có ý tứ mà, để lão Tôn ta ở đây một mình uống rượu, lão huống kia lại ở Tu La Giới sao? Tôn Ngộ Không hiển nhiên là có chút buồn bực. Bạch Y Thần bên cạnh không ngừng rót rượu. Bất quá hầu tử này coi như là có phúc khí, hắn không có bởi vì khôi phục thần thức mà hủy đi trí nhớ của Tôn Thiên. Kiếp trước hắn vốn là một con thạch hầu thủy chung cô đơn, bây giờ lại có gia nhân làm bạn, khiến cho bọn Hồng Quân trong lòng cũng thật cao hứng. Nói đến Hồng Quân, chỉ thấy hắn tay chống cằm, rượu ngon trước mặt thủy chung không có động tới, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước, nét mặt như là rất có tâm sự. Dù sao trước mắt thân nhân còn chưa có tìm được hết, mà cha Tần Vũ này cũng vì chuyện Tình Nhi mà bị kích động rất lớn, hiện giờ còn chưa trở lại, có tâm sự cũng là chuyện bình thường. Trong khi mọi người đang thưởng thức mỹ tửu thì đột nhiên một khối nhục cầu dài hơn 2 thước xuất hiện trên bàn rượu, nhất thời nổ lên một trận gió lớn. Ngay tức khắc, rượu và thức ăn trong lúc đó đã bị nhục cầu ăn mất, ngay cả rượu trên tay Tôn Ngộ Không cũng mất luôn. Yêu nghiệt phương nào dám động vào rượu của lão Tôn ta? Tôn Ngộ Không bạo nộ, đang muốn luân khởi kim côn thì phát hiện nhục cầu dài 2 thước kia đang nhìn mình cười khúc khích, chính là Bạch Viên đã gặp tại Thiên Sơn Tu La Giới. Thấy Bạch Viên, Tôn Ngộ Không không khỏi bĩu môi nói: Ai cho ngươi đến đây? Bạch Viên có chút sợ hãi nhìn kim côn trong tay Tôn Ngộ Không, không ngừng xua xua tay, trong ánh mắt toát ra thần sắc vô cùng khẩn cầu. Hồng Quân mỉm cười nói: Mấy năm nay nó ở Hồng Quân phủ của ta phá phách, cũng nên ra ngoài thay đổi không khí rồi. Lúc trước tại chân núi gặp được Bạch Viên này mà nó luôn theo sát Tôn Ngộ Không,
Hồng Quân xem nó cũng là có duyên cho nên đem thu nó vào Hồng Quân phủ. Qua hơn 100 năm, Bạch Viên tại trong Hồng Quân phủ tu luyện, thực lực sớm đã vượt qua thượng bộ thiên thần, tuy nhiên không có cách nào phát huy toàn bộ lực lượng trong cơ thể mà thôi. Tôn Ngộ Không kêu lên một tiếng, hiển nhiên là cực kỳ bất mãn. Hồng Quân sờ đầu Bạch Viên nói: "Ngươi đừng xem thường nó, tiểu Bạch Viên này cùng với ngươi rất là có duyên, sau này chỉ có nó mới có thể giúp ngươi tìm ra con đường lớn." Tôn Ngộ Không con mắt sáng ngời: "Thật sao? Chà chà, lão Tôn ta không có nghĩ tới." Hồng Quân mỉm cười gật đầu rồi lại không nói ra huyền cơ trong đó, mà Ngộ Không cũng biết Hồng Quân không có nói bừa, trừng mắt nhìn Bạch Viên trong lòng kinh nghi. 10 năm sau, trong rừng phía ngoài Bích Thành, Huống Thiên Minh và Lãnh Diễm Phỉ không một âm thanh xuất hiện trên mặt biển. Hai người tay nắm tay, thoạt nhìn cực kỳ âu yếm. Từ sau khi đánh bại huyết ma, hai người cũng không có trở lại thần điện, ngược lại ở lại Tu La Giới. Những năm gần đây, Lãnh Diễm Phỉ theo Huống Thiên Minh nam chinh bắc chiến khắp Tu La Giới. Một thời gian ngắn, công phá thành công Sa Thành, Ma Thành. Dù sao, tu vi Huống Thiên Minh bây giờ, đối với lĩnh ngộ thiên đạo chi nhận, thì cả Tu La Giới đã không còn ai là đối thủ của hắn. Đối với Huống Thiên Minh mà nói, Tu La Giới chính là cơ nghiệp của Thiên Mông cha hắn, hôm nay cũng phải nằm trong tay. Điều này cũng là nguyên nhân hắn trở lại Tu La Giới. Thời gian 10 năm, Tu La Nữ Vương Trạc Nghiên từng cùng Huống Thiên Minh giao thủ, nhưng mỗi lần chiến đấu đều thất bại, không có gì lo lắng. Trời chiều tĩnh lặng giống như đôi cánh ác ma lặng yên bao phủ Bích Thành. Trong ngoài Bích Thành, đề phòng nghiêm ngặt, binh tốt phân bố 5 thước một vòng, 5 bước một người. Mỗi người đều mặc chiến giáp tinh thiết, cầm trong tay trường thương, cố thủ đại điện trung tâm Bích Thành. Hộ thành đại trận Cửu Đình sớm đã bị Đế Thích Thiên hoàn toàn phá hủy. Phòng vệ dư thừa linh khí của tòa thành này chỉ có thể trông vào binh tốt thủ thành. Trên đường lớn, Tu La tộc nhân cúi đầu đi lại, đám binh tốt thủ vệ đi lại trên tường thành quan sát động tĩnh. Đầu lĩnh trên tường thành, thành chủ Khuê Xanh sắc mặt có chút ngưng trọng. Những năm gần đây đều là do hắn khiển binh thủ thành, mà nguyên nhân chính là có một đại nhân vật tọa trấn bên trong, Tu La Nữ Vương Trạc Nghiên. Lúc này, một đội trưởng vội vàng chạy tới, hấp tấp nói: "Thành chủ, Nữ Vương bệ hạ có lệnh chuẩn bị phong thành." "Phong thành?" Khuê Xanh trong lòng cả kinh, nghi hoặc nói: "Nữ Vương bệ hạ còn cố kỵ hắn sao?" Từ sau khi Huống Thiên Minh và Lãnh Diễm Phỉ trong thời gian ngắn giết chết hơn 10 thành chủ của Tu La Giới đều náo loạn hẳn lên, Trạc Nghiên cũng cực kỳ cố kỵ thực lực của Huống Thiên Minh, một lùi hai lùi trơ mắt chỉ còn lãnh địa cuối cùng Bích Thành. Nếu không phải Trạc Nghiên lợi dụng uy áp lòng người thì Bích Thành đã sớm đã quy phục Huống Thiên Minh. Đứng trên mặt biển, thân thể mềm mại của Lãnh Diễm Phỉ bị hắn ôm vào trong ngực, nàng mắt đăm đăm nhìn khuôn mặt anh tuấn khôi ngô của hắn, cũng nép vào trong lòng ngực, phảng phất có thể nghe được trong tâm vì mình mà khuấy động. Đây xem như đã là thành trì cuối cùng rồi, nếu có thể bức Trạc Nghiên đầu hàng, vậy là cả Tu La Giới đã nằm trong tay huynh rồi. Lãnh Diễm Phỉ nhàn nhạt nói, trên mặt cũng hiện lên quang mang hưng phấn. Huống Thiên Minh cười nói: "Ta nhất định kế thừa cơ nghiệp của cha, chính thức trở thành vương giả Tu La Giới. Bất quá Trạc Nghiên cũng không dễ khuất phục đâu, mặc dù đã giao thủ với chàng 3 lần, mỗi lần đều thất bại, thế nhưng Bích Thành là phòng tuyến cuối cùng của Trạc Nghiên, ta sợ rằng nàng ta có âm chiêu, chàng phải cẩn thận một chút vào." Lãnh Diễm Phỉ nghiêm trọng nhìn đám thủ vệ Bích Thành, không khỏi lo lắng cho Huống Thiên Minh. Huống Thiên Minh có chút khinh miệt, cười lạnh một tiếng: "Điều này không cần lo lắng, ta cùng nàng đánh cuộc một phen, đêm nay ta nhất định đánh thắng Trạc Nghiên." Lãnh Diễm Phỉ a cười, chu cái miệng trông thập phần đáng yêu: "Nếu ta thắng, chàng sau này nhất định phải nghe theo ta." Huống Thiên Minh tự hồ nắm chắc 10 phần, ha ha cười nói: "Còn nếu nàng thua thì sao?" Lãnh Diễm Phỉ nhướng mày, sau khi suy nghĩ một lát, khuôn mặt trắng muốt nay lại hiện phác hồng: "Nếu ta thua, đêm nay ta nghe lời huynh." "Được, một lời đã định." Vừa nói xong, một tiếng thét hùng hồn từ yết hầu Huống Thiên Minh phát ra, cả Bích Thành tự hồ khắp nơi xung chuyển. Binh lính bốn phía đang chuẩn bị đóng cửa thành, nghe thấy tiếng thét giống như đàn kiến chạy tứ tán. Dù sao, đối với thủ đoạn công thành của Huống Thiên Minh cũng mang cho bọn hắn thật lớn áp lực trong lòng. Hoa văn màu vàng trang nghiêm thần thánh, ấn ký màu đỏ trên trán phát ra một cỗ uy áp mãnh liệt. Tại sắc thái kim quang, ấn ký màu đỏ đó có vẻ khá quỷ dị. Huống Thiên Minh sau 6 lần biến thân, trong nháy mắt thả ra một cỗ khí thế hủy thiên diệt địa. Sau 10 năm chiến đấu, lại để cho hắn đối với thiên đạo chi nhận càng có thêm hiểu rõ.
Bây giờ thiên đạo chi nhận đã hóa thành một đạo lãnh nhận kim sắc phù động trên cánh tay phải, cùng với thân thể của Huống Thiên Minh có cảm giác huyết nhục tương liên. Huống Thiên Minh ánh mắt lạnh như băng, dừng ở phía trước cửa thành, hừ lạnh một tiếng, thong thả đánh một quyền. Trưởng quyền cực lớn, một cỗ lực lượng hùng hậu ầm ầm mãnh liệt bắt đầu khởi động. Cửa thành làm bằng thạch tinh trước mặt Huống Thiên Minh có vẻ cực kỳ yếu ớt, sớm chốc đã bị nghiền nát bấy. Khuê Xanh trên tường thành trong lòng cả kinh, lập tức lệnh cho tất cả binh lính lập trận, sau đó nhanh chóng cấp báo tình hình cho Tu La Nữ Vương Trạc Nghiên. Huống Thiên Minh ánh mắt quét qua mấy trăm sĩ tốt trên tường thành, đám binh sĩ này tu vi cực kỳ thấp, cao nhất cũng bất quá là 4 cánh trung cấp, chỉ có Khuê Xanh là đạt tới 5 cánh, nhưng trước mặt Huống Thiên Minh thì có gì uy hiếp đây? Cút ngay cho ta! 5 ngón tay như đại diện trong ngũ hành, trong lòng bàn tay Huống Thiên Minh đột nhiên khởi phát ra một cỗ quang mang bạch mông. Ngay sau đó, đám bạch mông này nổ mạnh, một cỗ khí lưu mãnh liệt trên từng thành bộc phát. Mấy trăm sĩ tốt vốn đã bày trận nhất thời bị tiêu tán trở nên rối loạn. Cường thế của Huống Thiên Minh khiến cho tất cả mọi người cảm giác được không có cách nào có thể dung chuyển được hắn, có chút vô vọng. Tất cả binh lính đều nhảy khỏi từng thành chạy tứ tán, mà Khuê Xanh cũng là một người cực kỳ trung thành. Năm đó Trạc Nghiên đề bạt hắn làm chủ thành Bích Thành, nhìn Bích Thành gặp nạn, hắn tuyệt không thể bỏ lại nữ vương mà chạy trốn. Trạc Nghiên từ lúc nào đã biến thành đám lâu la chết nhát rồi vậy? Tại sao không chịu ra gặp mặt ta? Huống Thiên Minh giận dữ thét lên, dân trong thành cũng hò hét không ngừng, khiến loạn càng thêm loạn. Khuê Xanh thành chủ đứng trước mặt Huống Thiên Minh, trong tay nắm chặt trường thương, mồ hôi đã sớm thấm ướt y phục. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.